tự nhận là song bản sao của Song Hye Kyo version 2, nữ người mẫu Việt Nam bị chia tơi tả khi tự nhận mình là bản sao của nữ diễn viên đình nổi tiếng đình đám Hàn Quốc Song Hye Kyo. Song Hye Kyo vẫn luôn là tượng đài nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và showbiz châu Á nói chung. Mới đây, người mẫu Việt Nam có tên gọi là Sĩ Thanh tự nhận bản thân trong giọng nữ diễn viên Hàn Quốc. Không những thế còn kiêu căng khi tự cho rằng mình còn xinh đẹp hơn rất là nhiều Hye Kyo. Và ngay lập tức đã có vô số những bình luận chê bai về sự vòng tượng của cô nàng. Còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của Song Hye Kyo. Nhiều fan của Song Hye Kyo đã vào trang cá nhân của nữ người mẫu trên để tấn công trang Facebook cá nhân. Đúng là đồ hàng fake. Chỉ trong vòng 1 giờ đăng tải, bài viết đã nhận được hàng ngàn lượt phẫn nộ, thể hiện sự bức xúc của các fan Song Hye Kyo. Ngay sau đó, người này đã phải tạm thời khóa chế độ bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình. Có thể thấy rằng Song Hye Kyo vẫn còn một chỗ đứng rất quan trọng trong lòng hàng ngàn fan tại châu Á và Việt Nam. Hiện các fan luôn ủng hộ thần tượng của mình, cũng cho thấy sức hút và mức độ ảnh hưởng của cô nàng tại châu Á không hề bị suy giảm sau cuộc ly hôn nghìn tỷ với nam diễn viên Song Joong Ki. Hiện tại Song Hye Kyo đang ở New York để chuẩn bị tham gia vào khóa học tại trường nghệ thuật New York